Ná ná mọi người, mình là Nga. Và đây là channel của mình. Ná ná mọi người. Ná ná mọi người. Hiện nay thì chúng mình đang có mặt ở Bangkok. Đúng rồi, Bangkok còn gì mà Bangkok thật à? Ừ, chính xác đấy, Bangkok. Bây giờ đi làm gì bạn ơi? Ngày hôm nay thì không giống như mọi khi. Là bình thường thì bọn mình sẽ quay một cái vlog là kiểu daily hàng ngày. Daily hàng ngày là đi theo từ sáng tới tối. Mình biết là từ từ bạn ơi. Bình thường thì bọn mình sẽ đi một ngày cùng với vừa quay vừa đi, kể từ sáng tới tối, đi đâu cũng đi quay, sáng dậy sáng quay như thế. Nhưng mà mình thấy là một là mình quay cũng khá là mệt, thứ hai là lên như thế thì clip sẽ rất là dài. Thật ra là quay như vậy cả một ngày 24 tiếng rất nhiều những hoạt động, nên là về rất khó để dựng. Mà mình nghĩ mọi người cũng sẽ kiểu chán ấy, cứ đi một ngày nó không có nội dung gì cụ thể. Hôm nay thì bọn mình sẽ bắt đầu quay một kiểu vlog mới. Đó là sao cũng không mới lắm, chỉ mới với bọn mình thôi. Tức là trong chuyến hành trình này bọn mình sẽ không quay daily như bình thường nữa, mà mình sẽ liệt kê tất cả những cái nơi mà cần đến ở Bangkok. Cái chỗ cần ăn. Chính xác là cần đến ăn. Là đến ăn. Vâng, và đây sẽ là top 10 những món mình nghĩ rằng là mọi người bắt buộc phải thử khi mà đến Bangkok. Đây là theo khẩu vị của mình nhá. Có những món mình sẽ rất thích và mình sẽ quay lại, nhưng mà có những món thì mặc dù mình không quay lại nhưng mà mình vẫn cho vào đây để mọi người cũng nên đến thử và trải nghiệm, bởi vì hầu hết những cái món ở trong danh sách này thì đều có sao Michelin cả. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đi ăn món đầu tiên là chính là Chiêu Chula. Let's go. Và bọn mình giờ và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm túc túc để đi quay cho mọi người một chút. Khách sạn bọn mình đang ở đây là khách sạn The Cape House. Đây là một cái Airbnb mình book ở trên web nhưng mà không nghĩ là nó lại xinh như thế đấy. Chê cái túc túc kia thì bây giờ lấy đâu ra túc túc mà đi. Không, phải tìm một cái túc túc thật bốc, nhạc phải có tí te vào. 250. Okay. 250. Và mình gọi túc túc ở Thái Lan là giống như ở một môn cầu trượt. Sao cầu trượt? Tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc. Vì chân của mình đã đẹp đặt ở đây. Chân đặt ở đây. Sau đó là cảm giác mạnh. Các bạn ơi, hình như mình thấy quán rồi. Đây. Đúng, vẫn như mình nhớ là có quán nào ở đây, và bên này là một cái hàng tiện lợi. Đây rồi, và bây giờ thì bọn mình đang đi sang đường để đến. Vâng. Nhanh nào. Và quán vẫn đông như ngày nào. Wow. Rất nhiều người lấy số. Lấy số được. Đây, cuối cùng được lấy số 116. Và mọi người biết bây giờ mới đến số bao nhiêu không? Số 30. Bao nhiêu? 30. Từ từ kiểm tra. Thật á? Thực ra mọi người biết gì không? Là có thể lấy được cái số online, nhưng mà vì là cái số đấy nó bắt mình ăn phải theo set ấy, nó lại không ngon như ngày này. Và thực ra có một điều nữa là mình quên mất hôm nay là thứ bảy thật. Đây mọi người vừa đi quẩy về đây này. Đấy, mọi người vừa đi quẩy Blackpink về. Mai mình mới phải đi quẩy. Thank you. 30 thật. 30 thật. Thật. Nhìn mặt bạn thì gần làm gì ạ? Là 1, 2, 3. Thật. Giống cái con như này đâu, nhưng mà cậu một mặt ra rồi quay nhá, nhìn nhá. Không phải đây. Ê, mà bây giờ mình làm gì trong vòng 2 tiếng nữa bây giờ? Trời ơi, thật là dại dột. Đi chơi hả? Ừ. Đi, thích đi, đi chơi. Để đi bắt được không nhỉ? Tạm biệt mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người chắc sau khoảng 2 tiếng nữa. Bây giờ là mấy giờ? 10:35. Hả? 10:35. 10:35 chắc phải 12:30 mà mình mới được ăn. Blackpink in your area. Bye bye. Đây, và đây là khung cảnh ở bên trong quán. Rất đông. Wake up, được ăn rồi. Kiểu làm xưởng ấy, còn đây là trứng.
hai món này ngon. Quán hay quán? Ô nhiều đấy rồi. Thế thôi. Hôm nay thì bọn mình bởi vì có một cái món má heo nướng này, cái món này này, nó đã hết hàng mất rồi nên là mình không thể gọi được cái đấy. Thay bọn mình đã gọi một mì mama thịt. Ready. Một trứng omelet. Một salad cá hồi, gọi cá hồi size lớn. Và một rau muống xào. Mình đã ăn rau muống ở đây rồi, nó rất là ngon, rất ok nên là mình ngồi trong này ăn thử. Quên nói với mọi người rằng đây là cũng là một quán được Michelin nhé, mấy năm liền, rất nổi tiếng. Mì mama. Thơm, rất cay. Mình đói quá, mình ăn mì trước đây. Đã được phát ra. Và thứ hai là 830 là bao nhiêu tiền Việt? Là 8756. Ừ, 560. Sao thế mà rẻ đấy chứ, vì có cá hồi mà. Có cá hồi các thứ như thế mình thấy là quá ok luôn ấy. À. Còn bây giờ thì bọn mình ăn uống no nê rồi, bây giờ thì về đi ngủ đây. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, nhưng mà không phải tự nhiên mình cho món này lên đầu danh sách, bởi vì đây là một món mà mình cực kỳ yêu thích. Và nghĩ rằng là chắc chắn mình sẽ phải để món này đầu tiên, và món thứ hai thì ngày mai mình sẽ quay, còn lại những món khác mình sẽ để xếp sau. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Cay quá, bữa nay còn suýt ra. Bye bye. Xin chào mọi người. Bây giờ là 10 giờ mấy sáng rồi đấy. Và mình đang đi ra đường. Hôm nay thì ông kia vẫn đang ngủ. Và mình thì đang đi ra trạm BTS để mình mua món thứ hai mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất thích. À không à, mọi người cũng thích. Dĩ là trà sữa. Nhưng mà hôm trước cho chân mưa đóng cửa rất sớm, mình không biết là nó mở cửa chưa. Đấy rồi. Ngay đầu rồi. Vẫn là cô ấy bán chào chào mọi người nhé. Mình thì mình hay uống cái thái ti này nhất, thái ti này, cái sữa này. Sau rất nhiều cố gắng đi tìm thì bọn mình cũng đến được quán xa xa. Ngày hôm nay là một ngày chỉ có đi và ăn thôi. Đi và ăn thôi. Chưa kịp đi vệ sinh. Đã đi được 14.000 bước. Quan mà. Thank you. Thank you. How much? Quan. Le Barre. Rất là nổi tiếng nhá. Nhưng mà cũng rất là nổi tiếng vì mà đắt. Đi thôi. Và bây giờ thì bọn mình sẽ đi về. Hello. Và cuối cùng thì bây giờ cũng mới về đến nhà. Ôi, review món sữa xài. Đập hộ. Chảy máu kìa. Tao soi vào gương này này. Nhất cốt dừa. Đổ hết rồi nhá. Ừ. Wow. Nhất cốt dừa phải đổ phạt xoài chứ. Mời. Sẽ ăn một miếng xôi. Tại sao ở Thái Lan lại nổi món xôi xoài? Ừ.
Ngon không? Ngon nhỉ? Bạn ăn vừa thôi còn ăn xoài nữa. Không phải, bạn ăn bạn phải tiết kiệm xôi vì xôi có một ít. Thảm thế không biết nữa. Không phải. Mình đang tính về tương lai cho bạn ấy chứ. Hai gói hơi nhiều nhỉ. Xoài rất là mềm, rất ngọt, xôi thơm. Có cái hạt giòn giòn này ăn vui miệng nữa. Ăn nó đi, phần bạn đấy. Khiếp, mặt có cái nốt ruồi đỏ. Ngon không? Ngon chứ. Mấy điểm? Ngon nữa. Sao lại mấy điểm mà ngon nữa? 10 điểm ạ. 9,5. Nó rất là ngon nhá mọi người à. Nên ăn à, không phải nên ăn mà bắt buộc phải ăn. Bắt buộc phải ăn cái gì không? Bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị đi ngủ đây. Hẹn gặp lại ngày mai. Mai đến sáng sư thầy. Không. Đâu không? Mai chỉ biết mấy giờ dậy đây. Sáng mai bọn mình sẽ đi chùa. Nhưng mà bọn mình cái vlog này chỉ là vlog về đồ ăn thôi. Nên là bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Quên mất. Mình đi vào mà mình ở nhà mà mình quên chưa giới thiệu với mọi người. Bởi vì là mình book được một căn, cái căn này là Airbnb nhưng mà nó lại ở trong một cái khách sạn và mình thấy rất là ưng nên là mình phải review cái vòng và khoe với mọi người. Có cái gì đâu mà dọn? Đây chính là chỗ ngủ của mình. Ok, nhập vai quá nhỉ. Hôm nay trong phim Khôi bị chị Vi đuổi ra ngoài sofa. Nên là hôm nay mình ngủ ngoài sofa. Ừ thôi bạn ngủ ngoài sofa đi nhé. Sofa này êm mà. Đây, sofa rất rộng. Cái căn này có cả phòng bếp. Bếp, đây là bếp nấu này, có cả chảo chiếc các thứ luôn, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, có máy giặt, phòng ngủ nhá, gương này, một cái gương này, đây là tủ quần áo, hai ngăn luôn rất rộng, này, rằng trong ấy đang có đồ, đây là một tủ nữa, bên này là cửa sổ, giường to, này, cái đây là mình yêu thích nhất luôn, with compliment, người ta tặng con này luôn, đỉnh. Thích chả. Mang về. Còn đây là phòng vệ sinh. Thế phòng vệ sinh thì cũng bình thường thôi nhưng mà kiểu nó cũng thông được hai cửa sang bên kia ấy. Cái căn này nó rất là rẻ. Như mình đã nói ở trong vlog phần trước thì căn này nó chỉ khoảng hơn 2 triệu một đêm. Có nghĩa là khoảng gần 7 triệu, khoảng 8 triệu gì đấy, gần 3 triệu một đêm. Thì đó, thì nó rất là rẻ nhưng mà cái hình lúc đầu lên là nó khác nhá. Nhưng mà lên hình ở đây lại rất là đẹp, rất là ok. Một căn phòng mà kiểu có góc biết các thứ, có phòng riêng, có phòng khách riêng như thế này mà nó cũng không xa đâu, nó cũng gần, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ từ BTS thì đi bộ một tí cho đỡ béo vì ăn nhiều quá. Thế thôi, chính thức tạm biệt vlog ngày hôm nay tại đây. À nhầm, chính thức tạm biệt vlog này tại đây. Bye bye. À đập đây chứ. Có vẻ như là vừa nãy thì mình phát hiện ra là cái file này nó không chạy, cái dây mic nó không chạy nên là cái file nó sẽ có thể tiếng nó hơi kém một chút. Sao? Tổng kết lại là Moloch Toro kia rất ngon và nước của cái này cũng ngon nhé. Ủa mà cay quá. Sao tôm mà nấu kiểu này thì ngon hơn là tôm hấp nhỉ? Nó đậm vị hơn. Tức là nó không bị khô ấy. Ngon không? Còn bây giờ thì mình sẽ thử món macaroni. Lobster macaroni. Thank you.
nóng nhá. Món này mình nhớ là nó rất nóng. Hình như là lần trước mình ăn đúng chính tại cái nhà hàng luôn ấy. Ở đây thì cũng có cả burger cũng ngon nữa, mà hai người mà gọi từng đấy burger thì quá nhiều. Và mình vẫn nhớ là nó có một cái bát súp nhỏ cơ. Nhưng mà nếu mà mọi người có cơ hội thì mọi người nên thử cái bát súp nhỏ trước. Và còn cái này thì nếu mà cái này trong này nhân là gì? Hả? Nhân là gì? Nó chỉ là mì thôi. Ngon mà hơi ngậy. Cái quá. Cái này có cả một bột miếng tôm này. Nước cay không? Mày nước này cay không? Cay mà vẫn uống. Cơm. Ăn vào cơm mà. Mình sẽ thử một ít ăn về cơm. Khó nhỉ. Cái này ngon đấy, mình ăn ngồi đây. Các bạn ngồi đây ăn nhé. Bây giờ vì mình vẫn rất là muốn ngó một món tráng miệng để cho mọi người xem, nên là mình sẽ chạy sang After You. After You thì ngay gần bên này. Còn ông An thì sẽ ở đây ăn nốt và bữa này mất khoảng 4.700. Can I pay by card? 4.700 là 3.500 ạ. 2.800. 4.700. Bạn trả thẻ đúng không? 4.700 bạc, ơ mà nó tính cả thuế à? Xem nào. Được cái check cho mọi người. Nhân 7 tháng 3 3.4 triệu. 3.4 triệu cho món này. Thế 700. Ừ, cái service gì, VAT gì đấy? Service là phí dịch vụ. À biết rồi, nhưng mà cái VAT này mình làm thuế đây để hỏi. Đi concert về và bây giờ thì hai đứa đang ở trong hàng ăn. Và đây là một món mà An đợi chờ đợi rất lâu. Bởi vì là cái máy kia hết pin nên là mình phải quay bằng điện thoại, nên là chất lượng hình ảnh sẽ hơi khác một chút. Mà món này chắc là sẽ là nằm ở top đầu những món mọi người nên thử ở Thái Lan. Hey. À. Đây chỉ là size M thôi nhá. Hay là size L? M. Bên dụ như của chị bên này là size nhỏ hơn này. Mời. Đấy, tiếp nối câu chuyện vừa nãy rằng đây là một món mà ông An rất thích và bố ông An rất muốn thử từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì là không có thời gian và hôm nay mới kịp ra đây để ăn. Đây là món sườn cây rất là cay. Mời mọi người. Đây, ăn thử này đã. Giòn mà ngon đúng không? Ngon không? Ngon. Mọi người biết chưa? Hấn bài nhạc Blackpink. Thôi đi. Thôi đi. Đừng có giả dối. Bắt cà phê. Mình ăn đi, ăn hết đi. Thực ra là mình trong ngày hôm nay ấy, trước này mình không biết, thực sự là mình không biết Blackpink có những ai ngoài trừ Lisa. Cảm ơn nhá. Bởi vì là mọi người cứ đi ra xa mãi bây giờ mình biết. Mọi người á? Hôm nay có một người bạn của mình, một người bạn xem 93 của mình, là một thầy giáo dạy tennis, là một vận động viên khá là lâu năm của môn tennis rồi, và có nhắn tin cho mình. Mình cũng hơi ngạc nhiên vì bạn ấy nhắn tin cho mình, bạn ấy nói rằng là: "Ê mày ơi, gửi ảnh tennis cho tao." Mình có xin lỗi bạn ấy mà bảo là mình bảo là thực ra mình không biết tennis là ai.
Nhưng mà sau ngày hôm nay thì mình đã biết Jenny, Lisa, Rose và Jisoo. Sao mà không biết được? Từ 2 giờ chiều đến tận 10 giờ tối. Tiếp vào đầu. Happy New. Xong. Thank you. Hôm nay vừa ăn lại hết bao nhiêu? 869 ạ. 96 gì đấy. Ok. 86. Mình ăn hết chỗ này rồi vì nó không cay. Ok, và một món ăn mà mình đã chờ đợi rất lâu và mình đi tìm mãi. Cả trong cái chợ rót xe này mà mình nghĩ là không có. Và cuối cùng mà mình cũng thấy. Yeah. Đây chính là công thức sườn và hải sản xô. Thế nhưng vẫn không có tí hứng thú nào cả. Đấy, thấy chưa? Thép mọi người đang ăn. Món này tên là cung thép nhá. Ở trong chợ rót phe. Đây là hải sản cho 2 người. Yeah. Thank you. Thank you. Ăn hết đi. Là sườn. Mình trông rất muốn thử món này. Gọi ra thì ăn hết đi. Chứ không có điểm rất buồn là mình tưởng trong này có ngô nhưng mà thực ra lại không có. Và ngô thì phải gọi thêm. Mình găng tay. Ngon không? Mực. Nguội nhắn hả? Mày ăn đấy. Rất ngon. Rất ngon mà hơi ngọt. Hơi bị ngọt mà nướng rất tới à, vừa tới. Ngon không? Rất ngọt nhỉ, ngon mà hơi ngọt. Sườn này à? Hơi khô. Ốc mà má. Đang ăn nốt. Hay quá. Đấy, sốt thì vẫn rất ngon, đúng kiểu sốt Thái nhưng mà tôm thì có vẻ không tươi lắm nhỉ. Có lên. Ăn nốt không phí. Đấy, thì đây là nhà hàng cung thép nhá. Cung thép ở trong Rót Phe. Đó, mình sẽ để tên ở đây và mọi người nếu mà có cơ hội đến Rót Phe thì mọi người hãy thử. Nên nó là phần nhỏ nhỏ thôi để ăn. Nhưng mà đây là một món rất là đặc biệt. Hồi xưa nó có một cái chợ khác. Hồi xưa cái món này mình ăn ở một cái chợ khác. Nhưng mà cái chợ đấy như sau cũng biết là dẹp rồi. Nên là bây giờ mình đã chuyển qua đây. Rất đông nhá. Và bữa này thiệt hại là 1.047 bạn là bao nhiêu? 700.000. 700.000. 700.000, đây là bữa đắt tiền đầu tiên trong ngày. Và đây này, cái này là 489 này. Cái BBQ này là 229 này. Hai cốc zero là 50 bạt. Một cốc, hai cốc đá là 10 bạt. Bạn đưa bao nhiêu ấy? 60. Rồi, biết rồi. Có một nhân vật cay quá thở không ra hơi nữa. Môi này, môi đỏ này, sưng bêu hết cả lên. Uống đi, uống đi. Đây là một hàng mì. Đây này, là cái hàng này. Mình cũng đang xếp hàng ở đây. Ông An thì đã có mực nên là ông em đang đợi ở kia. Ừ.
chỉnh tóc đấy. À, đây là menu. Chứ đây là chủ yếu là bán này, mì gạo, súp mì gạo, hot soup, à, những nguyên liệu gồm có uẩn, có cả dạ dày, lòng bề gì đấy. Có cả dạ dày, lòng bề gì đấy. Và đây là mình đang mua để mang đi. Cậu ơi, có mực chưa? Sorry. Của mình đi ạ. À? 10 phút còn lại nhưng mà đứng 15 phút bây giờ chưa? Rất là đông. Để xếp hàng. Anh chị. Cơ ra chứ. Bạn mua món gì đấy? Súp. Bây giờ tí tí ạ. Chưa ăn thôi mà nước nhãi mình đã chảy ra hết rồi. Dùng mấy cái clip mà đây bây giờ phải cho mọi người xem như này. Đây là dùng mấy cái clip mà ăn ở trên mạng buổi tối mình hay lướt được ấy. Buổi tối mình lướt được mấy cái đấy mình gọi là thao thức không ngủ được bởi vì là nhìn mọi người ăn ngon quá. Đây này. Nhìn ăn đây mọi người có nói không? Không ạ. Ok, còn bây giờ sẽ đến món của mình. Món mì nước nước gì đấy. À không, đã lên là nó hả mì. Nhưng mà mình không gọi mì mà. Ủa bạn ơi, mình phát hiện ra trong mình có nội tạng. Lưỡi ạ. Ăn không? Đây là thịt ạ. Thì thấy quán này rất đông và cũng có sao rất là muốn thử. Ngửi mùi thì nhìn bánh thì có vẻ trông được bánh canh, nhưng mà mùi lại trông giống hủ tiếu. Thế nhưng mình cho nhầm bát nước mắm rồi. Đấy là chấm mà. Ừ ha. Sao không nói sớm? Nó đổ vào đấy. Mình đổ hết cái gói đấy vào. Ủa. Thì quay rất ngon. Không chịu nữa đâu. Hay quá. Sau khi ăn xong thì bọn mình sẽ chấm điểm. Sau khi ăn xong nhá. Chấm điểm. Ôi. Bát mì này thịt ngon, nước cũng ok. Nhưng mà mọi người đừng đổ nhầm cả cái bát chấm vào cái đây như mình nhá. Đổ cả bát nước mắm vào trong bát mì chứ. Thực ra nó mặn lắm mình không thể ăn được. Không ăn được mà vẫn hết. Hết thì thôi mà nếu mà mọi người có ăn hơn 7 điểm nó không hợp với mình lắm. Không ăn 10 điểm, à thôi, cho 9 thôi. Cho 9 các bạn cay nhớ quá. Nhớ bảo cho ít cay thôi nhá. Rất ngon, rất tươi, rất giòn, nhưng mà rất cay. Con này bây giờ đi tiếp rồi, vẫn chưa có một cái món gì ăn để no bụng cả. Hello mọi người, hiện nay thì mình đang có mặt ở Chinatown. Và thực ra hôm nay là ngày đầu tiên bọn mình đến Thái. Và mình cũng không biết rằng là sẽ quay cái số này bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ cái món nào. Nhưng mà chắc chắn thì đây sẽ là một món ở trong danh sách những món mà mình nghĩ mọi người nên thử. Chính... Đây thì nó trông giống như quẩy mà nó có hương vị hơi khác khác một tí. Có hai loại sốt, một là sốt dừa và một là sữa đặc. Đây. Mình sẽ ăn sữa đặc. Cảm ơn. Sẽ thử dừa. Mà thôi đây mình ăn thử dừa đi đã. Làm gì có tay đâu. Đây địa chỉ đây, địa chỉ. Địa chỉ đây là cuối Chinatown. Cuối đâu. Cùng của Chinatown. Đây là cuối sao ấy. Ngon không? À, ha ha, ngon quá.
giống cả bánh mì cấm với lại là kẹo dừa. Sao ra cái cấm mà nó cứ ra cái sọc kỳ mũi nhỉ? Ôi một quá. Bạn thấy không? Đây hả? Đấy. Ngửi không? Mùi gia vị. Ở ngoài cái vỏ bánh này thì rất là giòn. Nó không dày như là quẩy, nhưng mà nó cũng có một cái mùi rất là hăng. Mình thấy nó ông ấy chấm cái gì ở bánh ấy. Ừ. Khiến cho cái bánh kiểu khi mà mình ăn xong cảm giác là nó cứ mùi hăng giống kiểu mùi tàn đấy. Đấy là một cách để làm kích thích vị bánh không? Thực ra mình không thích cái mùi này lắm. Nó giống như mùi hút nhậm tắc ấy. Giống mùi hút nhậm tắc. Hút khởi tóc. Thôi mọi người cũng nên thử nhá. Bây giờ thì bọn mình đã có mặt ở sân bay Thái rồi, đang ở trên máy bay. mười một giờ ba mươi mà 11:35 vẫn gọi bà Thái để ăn. 11:50 đồ vẫn chưa ra, vẫn ngồi ung dung, trong khi đó một người thì không. Mình muốn ăn nốt bà Thái để quay cho mọi người đấy, nhưng mà ông này không cho mình quay. Xin lỗi. Thế mà khi các bạn cứ dục lặng lên mình thì bạn cứ ngồi mà quay thôi. Mình cầm điện thoại quay thì bạn sẽ chửi mình. À thôi, mình sẽ thiếu mất một món ở trong cái list này rồi. Và thực ra thì hôm nay thì mình cũng có việc, lần này đi kiểu ít thời gian ấy. Mình không nghĩ rằng là kiểu nó cứ phải cách như thế, mà mình cũng không ăn được quá nhiều, nên là mình bà Thái vẫn chưa ăn được. Bingsu, su, hai hàng bingsu vẫn chưa được ăn. Cha cha mê thì uống không đã, nên là rất là buồn. Nên là chắc hẳn sẽ phải quay lại một lần nữa, và lần nữa sẽ phải đi ăn kỹ hơn nhá. Vâng, chưa cô. Happy honeymoon. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người những vlog lần sau. Bye bye. Please don't close to all electronic devices.